Lô 300 đĩa nè. Nhạc Pháp trữ tình nè, nhạc hòa tấu các thể loại nhạc hòa tấu Việt Nam các thể loại, nhạc Pháp chọn lọc, nhạc thập niên 80 chọn lọc, Thanh Lang nhạc Pháp trữ tình, hòa tấu các thể loại ha, hòa tấu các thể loại, nhạc quốc tế, nhạc quốc tế các thể loại luôn, kể cả nhạc thập niên 90, thập niên 80 đều có. Đây là nhạc đỏ ha, nhạc đỏ Thu Hiền, Trọng Tấn, Anh Thơ, Thái Bảo ha, Lan Anh, Trung Đức, Ngọc Tân, Tân Nhàn, Việt Hoàng, đầy đủ ha, đầy đủ nhạc đỏ. Bên đây là cải lương và tân cổ giao duyên. Nhạc cải lương trước 75 và sau 75 đều có hết. Tất cả các cái tuồng cải lương hit nhất, những tuồng cải lương kinh điển nhất, đó, Tô Ánh Nguyệt nè, Lan Điệp nè, Đêm Lạnh Chùa Hoang, Tướng Cướp Bạch Hải Đường ha. Rồi tân cổ giao duyên ha. Đường Gươm Nguyên Bá, nói chung là những cái vở cải lương rất là kinh điển của cải lương Việt Nam. Tất cả đều có đầy đủ hết. Đến với MD Sài Gòn, nhạc gì cũng có, cải lương gì cũng có. Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Hôm nay em quay clip này để em giới thiệu và hướng dẫn mình cách sử dụng cái đầu AV Selector của Victor ha. Đây là cái bộ chuyển đổi AV sử dụng nguồn có mã là GX-S1000, sử dụng điện 100V và được sản xuất tại Nhật. Thì cái đầu này nó rất rất là nhiều đường vào và đường ra để xử lý ha. Thì ở đây mình như mình đã thấy ở đây hàng dưới là sử dụng cho đường audio gồm có dây đỏ và dây trắng. Hàng ở giữa này là đường dành cho đường video dây vàng, và hàng trên này là đường S video ha. Nó vừa xử lý cả âm thanh vừa xử lý cả hình ảnh. Cái đầu AV Selector này nó có hai cái chức năng chính, tức là xử lý audio là nó còn là xử lý và chia. Ở đây mình có 1 2 3 4 5 6 7 8 9, nó đánh tới số 9 nhưng mà thiếu một số 7, thì cái số 7 á, đường số 7, đường vào và đường ra số 7 nó nằm ở phía trước các bác. Thì nó có 9 đường vào và 7 đường ra. Mình có thể vào bất kỳ một đường nào trong 9 đường này và mình có thể ra bất kỳ đường nào trong trong số 7 đường ra này, và không được trùng. Tức là sao? Tức là khi mình vào đường số 1 thì mình không thể ra đường số 1 được. Mình vào đường số 1 mình có thể ra được tất cả các đường còn lại ngoại trừ đường số 1. Mình vào đường số 2 mình có thể ra tất cả các đường còn lại trừ đường số 2. Mình vào đường số 3 thì mình ra tất cả các đường còn lại trừ số 3. Rồi, thế có cái cách nào mà cho nó ra hết được không? Thì nếu mà muốn sử dụng cho nó ra hết tất cả các đường thì mình sẽ cắm vào đường AUX hoặc là cắm vào đường in ở đây. Thì khi mà mình cắm đường in này thì nó sẽ ra hết tất cả 7 đường. Cắm đường này thì nó ra được 7 đường nha các bác. Cắm đường này ha, hoặc đường AUX. Rồi, nếu mà cắm 9 đường vào thì nó sẽ ra được một đường này, đường out này, thì mình sẽ cho ra được hết tất cả ha. Tất nhiên là mỗi lần mình chỉ sử dụng được một đường thôi nha các bác. Mình cắm đường vào ở chín đường này thì mình đều cho ra được hết một đường này thôi, đường này ha, thì đều cho ra được, nhưng mà mỗi lần chỉ sử dụng một thôi nha các bác. Thì cái cách sử dụng của nó là hơi hơi phức tạp một tí. Nhưng mà nếu mà các bác mà nghiên cứu kỹ ha, nghiên cứu kỹ thì rất là tiện lợi và rất là tiện dụng. Đó, em xin nhắc lại một lần nữa là mình có thể cho nó vào bằng 9 đường và ra bằng 7 đường. Ra bằng 7 đường và đường vào thì không được trùng với đường ra. Đó, rồi mình có thể cho nó vào 9 đường và ra được một đường thì muốn ra đường nào cũng được, hoặc mình có thể cho nó vào một đường ở đường in này và cho ra 7 đường này, đường nào cũng được ha. Đó là cái cách mà xử lý.
Khi mà sử dụng cái processor này thì âm thanh nó sẽ có cải thiện một chút xíu, có cải thiện các bác. Và khi đó mình sẽ phải bấm cái nút là processor audio ha. Còn nếu mà chuyển không thì mình sẽ tắt cái chế độ processor audio đi. Thì em sẽ giới thiệu mình một chút xíu nha. Rồi em sẽ quay ra phía trước và giới thiệu mình chút xíu. Đây là cái khiển zin của cái AV selector này ha. Thì đây là khiển zin kèm theo theo cái đầu AV selector. Thì đây là phía trước của nó ha các bác, phía trước ha. Và con này được bán với giá là 7 triệu nha các bác, 7 triệu ha. Đầu rất là đẹp, đầu AV selector rất là đẹp. Thì ở đây mình có các cái nút như sau, các cái nút như sau. Đây là nút chọn đường vào nha các bác để ý là mình ở đây mình có đường input số 7 và đường output số 7 nằm ở phía trước ha. Đây đây hai đường in và đường out số 7 ha. Số 7 đem ra trước nó không để đằng sau và giấu số 7 đi. Rồi, ở đây là đường mà mình chọn cái đường vào các bác, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 đường vào ha. Rồi. Và đường ra thì mình chọn ở đường ở dưới này các bác. Đây là đường ra ha, 1 2 3 4 5 6 7 ha. À, khi mà mình sử dụng đường vào số 2 và đường ra số 3 thì mình sẽ chọn là đường vào số 2 ở đây và đường ra số 3 ở đây ha. Đó, mình bấm số 2 ở đây và bấm số 3 ở đây. Thì khi này là nó hoặc là bất kỳ một đường nào cũng được. Giả sử các bạn bắt máy chọn số 2 thì nó sẽ không ra số 2 nha. Nó sẽ không ra số 2 mà nó sẽ ra tất cả các đường còn lại ngoại trừ số 2. Đó là cái cấm cấm các cổng vào. Đó. Thì khi mà mình cấm như thế này thì em đang cấm đường số 2 vào này ha và đường số 3 mình chọn thì nó sẽ hiển thị trên màn hình như thế này. Đó và âm thanh của nó đây. Đó là mình đang sử dụng là đường vào và đường ra. Rồi khi mà mình sử dụng cái đường mà processor như em đã nói á, thì mình có thể cấm á, thì và chính đường vào thì mình ra được đường processor thì lúc đó nó qua cái bộ xử lý của cái đầu AV này thì mình sẽ nghe như thế nào ha. Rồi em sẽ cắm cái dây đó cho các bác nghe ha. Rồi khi mà cắm cái đường processor in hoặc out á thì khi đó mình sẽ bật chế độ processor ở trên cái đầu hoặc là trên khiển ha. Thì khi đó mình sẽ bật chế độ audio này, bật này ha. Nó sẽ hiện chữ audio ở đây, bật audio. Còn nếu mà muốn xử lý video thì bật thêm chữ video nữa thì nó sẽ hiện lên chữ video ha. Đó thì mình để chữ audio thôi. Ha. Thì khi này á là nó vào đường số 2 và nó ra đường processor tức là nó đi qua cái bộ xử lý của cái bộ chọn này, bộ chọn AV này thì âm thanh của nó cũng sẽ có khác một chút. Đây là mình sẽ nghe thử nha. Chào nhau.
trọn đời xa cách. Rồi cái đĩa mình đang nghe đó là đĩa MD Song Ca Tuấn Vũ Giao Linh bên em tuyển chọn nha. Giá của nó là 50.000 nha bác. Đó thì ở trong đây nó có các cái nút chọn thì em chỉ hướng dẫn sơ cơ bản thôi, là mình sẽ chọn là đường vào là đường ở đường suột select ha, và đường la đường ra là đường output. Khi mà sử dụng các cổng xong, các cổng mà từ vào và ra ở đây á, thì mình tắt cái chế độ audio đi, tắt chế độ xử lý ha. Còn nếu mà mình sử dụng hai cái cổng mà processor thì khi đó thì mình mới sử dụng cái bộ xử lý audio này. Thì cả nhà mình cứ nghiên cứu thực thực là cái nếu mà các bác nào quan tâm thì mình nghiên cứu kỹ thêm giúp em. Em hướng dẫn mình cái thông tin cơ bản ha. Thông tin cơ bản để mình có thể sử dụng được. Đó, thông tin cơ bản để sử dụng được. Con AV Selector của Victor ZX AS1000 này ha. Và đầu kèm cả khiển luôn, có giá là 7 triệu nha bác. Dạ 7 triệu. Rồi, em xin dừng clip hướng dẫn cơ bản cái bộ AV Selector này ở đây. Em vẫn còn rất là nhiều các cái đầu giải mã khác. Các bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp theo số điện thoại ở bên dưới giúp em. Riêng đối với các cái bộ mà chuyển tín hiệu AV thì hiện tại là em đã bán hết, không còn một cái nào, và dự kiến là khoảng một tuần hoặc là 10 ngày sau thì em sẽ về hàng tiếp. Các bác nào quan tâm thì cứ đăng ký kênh giùm em ha. Khi về em sẽ up lên YouTube cho cả nhà mình lựa chọn ạ. Em xin chào cả nhà một lần nữa và xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Đối với bác nào quan tâm với cái đầu tech ở dưới thì cái đầu tech này là tech 5MK2 ha. Đầu thu phát tốt, giải mã không cần đĩa mồi 24 bit ha, chỉnh được âm lượng khi giải mã. Nó có giá là 3,5 triệu ha, và 3,5 triệu. Giá trên đã bao gồm phí ship tặng kèm một dây quang và một đĩa MD nhé bác. Dạ rồi. Đối với cái quên em xin mở lên cái mở cái này thì mình mở cái cạnh này thì mình bật ở đây ra nha. Bật ở đây ra, kéo ra ha, kéo ra. Chứ không phải nhấn vào nha bác. Mình kéo ra ha, kéo ra giùm em. Đó, lấy tay kéo lại ra ha. Đó. Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Em về được một lô các cái đầu MD Pioneer D5 ha. Thì đây là các cái cổng kết nối của nó, gồm có đường analog vào đây các bác. Đây là đường analog vào ha. Đường này là đường analog ra, tức là đường mà mình cắm xuống âm ly ha. Dạ, xuống âm ly đây. Ở đây nó có một cổng đồng trục vào nè, và hai cổng quang vào ha. Đánh dấu là cổng quang 1 và cổng quang 2. Ngoài ra cái cổng quang ngoài cùng này là cổng quang ra. Cổng quang này thì mình ít sử dụng ha. Yeah. Pioneer D5 điện 100V ha. Công suất tiêu thụ điện là 13W ha. Con này là sản xuất tại Malaysia. Thì đây là cái biến thế nguồn của nó ha. Và cái bo xử lý nguồn. Đó, đây là rất là riêng biệt ha. Dạ, riêng biệt. Ở phía bên này là các cái là cái bo lớn để xử lý các cái tín hiệu đầu vào đầu ra của nó ha. Dạ, tín hiệu đầu vào đầu ra. Đây là các cái bo lớn ha. Con này đầu mấy con Pioneer của em thì con nào nó cũng ruột gan sạch bóng như thế này các bác ha. Dạ. Con này sử dụng mắt phổ thông dễ thay thế ha. Dạ. Với cái mắt phổ thông thì nó dễ sử dụng ha. Dạ, mình giải mã cũng không cần đĩa mồi nữa. Đây là bộ cơ của nó. Bộ cơ của nó. Dạ. Thì đây là toàn bộ cái ruột gan của phía trong của một con Pioneer D5 nha các bác. Dạ, phía trong của con Pioneer D5. Sạch bóng ha, đầu đẹp như mới. Dạ, hàng tồn kho. Chưa qua sử dụng ha. Dạ, các cái giắc cắm vẫn còn rất là vàng. Đây, rồi đây là phía trong, rồi mình sẽ ra phía trước nha. Dạ. Yeah.